放几久？องยมได้ประกาศมันโตกับยมนาการในเจตีสามนาการในหนึ่งรอบิติกาจุนเตอร์ตำนางทาเปียะนำไปมันโตการตั้งทุนรถในดาวจิบุษะใส่สมชื่อMerci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, nous étions en train de parler du moment où vous étiez à Montrabec. Vous avez dit que vous étiez arrivé en novembre 1976 ou aux environs de cette date. Est-ce que sur place, vous avez revu les personnes qui se trouvaient dans l'avion qui vous avait emmené à Phnom Penh? Vous aviez parlé d'anciens militaires de la République mère qui revenaient des États-Unis. Est-ce qu'à Bang Trabek ou ailleurs, est-ce que vous les avez revus? Est-ce qu'il y avait à Bang Trabek à cette époque-là d'anciens diplomates qui s'y trouvaient? Ne Bang Trabek penu mon ne penu admien ne katut mopi bo te te.Est-ce que vous connaissez le nom de code de Bang Trabek en 76 et 77? Quelles étaient vos tâches de travail quotidien que vous deviez accomplir à Bang Trabek? Et aussi, pourquoi vous avez dit tout à l'heure que les conditions de travail de vie étaient si difficiles sur place? Nhâm chong ni dây tha ca to su văn nạ để chập chè phò phò bì tà khám ai mô nú việc can tài phò phò lăng nơi băng trà bài bàn này tha kì dô ca to su và chăng nâng sơ tê ả rõm chìa ca ta cầm nót Est-ce que vous pourriez préciser ce que vous entendiez par sentiment d'une lutte des classes? Comment ça se manifestait concrètement avec notamment le cadre du camp? គេនិយាយប្រាប់យើងពីនោះថាតាមមេគារបស់ប៉ាគឺរបស់អង្ការមិនប៉ាទេសំទោសរបស់អង្ការគឺត្រូវតស៊ូរកសត្រូវផ្ទៃក្នុងនៃនៅក្នុងខ្លួនបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដូច្នេះឧបមាថានៅបឹងត្របែកនេះហើយដែលពួកយើងខ្ញុំជួនវាមកស្រីឃ្លានគឺជួនកាលទៅឃើញដងនៅបែងប្របែកហ្នឹងវាមិនជួនកាលគឺដងធ្លាក់ទុំធ្លាក់ពេញអញ្ចឹងបើគេហាមិនអោយបេះរើសដងហ្នឹងយកមកទទួលទានទេគេហាមិនអោយបេះផ្លែឈើដែលមាន
nâng dục một từ tù tiên tế cái hà mình ai được chọn nơi cái là anh bằng rồi bài nâng mà từ tù tiên tế bị pro cái thà nâng việc sở đấy bắt mình tam cô cá to su và chăng nâng bục quân này dũng sở đây này dũng rồi bỏ bạc bỏ ông cả đối với nó cứ cái thàn chẳng cứ hai bề khác cái to su cái đầu nó cứ tha bờ cái chuyên cá cái chập khné dương đà rơ đông từ tua tiền đòi để miền cả nhà nắng một thôi mì tinh cái tha thôi mì tinh và chăng nắng ở đây hai tha nẹt bọt và nạ thôi mì tinh nhưng giờ mấy cứ thôi mì tinh nó cái để nẹt từ tua kho trời nó cái chập đam mì tinh nó tới hay cái ao cái chập nẹt nắng máu ao khné dương tì tiền nè nâng tư rồi hay nè nâng từ tua xa phía thác luôn ai khóc chơi môi chơi pi tới nâng cứ chân mà nâng thì hai tha to su và nặng cái đầu mà À votre connaissance à ce moment-là, lors de ce premier passage à Bontrabek, comment était organisé le camp? Est-ce qu'il y avait différents groupes et aussi quelle était la structure hiérarchique au sein du camp? Đạp bán cứ theo về cái nơi biếp chặt tăng biếp chặt chay cầm chia bờ thiên cầm nó nở đài là bạn cứ theo cái vô nè mà bị bỏ tê được nè nó thôi chia bờ thiên được thôi chia bờ thiên chầm rôm thôi bờ thiên cầm ấy giống chặt chay bị ăn nụ bờ thiên cầm sẽ giống chặt chay thuật nè anh tới hay để cái hai cái nút cái hai ta đầm nàng on ca nó nơi thuật bị lừa ai tầm nang ông ca nó ta tầm nang vì tầm thân nạn mà máu dương trong mọi đấng phần còn tha cái nợ dương khi dương này từ tua khó trở nóng rê ca bẹp cái tới hơi hay nóng có về nợ hiệp ở đá cứ tha thưa ơi nợ nợ đền từ tua khó trở nó cứ tha về miền thở vô từ rê ca từ ơi nợ từ tua khó trở tầm nang ông ca nó hay được chứ này về về thử 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 kiếp sống con mật phe luôn ai nhắc đam bấy ao ong ca nó kì pinh chặt và nông việc nông việc việc bằng cá ở miền pa ya ca mình túc chặt khnề pa ya ca tít tiền xoay tít tiền khnề pa ya ca mơ mộc khnề mình thong nông việc mình chẳng để nông việc pa tu phút để đây miền nó bên nút hơi nó bắt phụ nữ ta nữ nữ bằng tờ bài bên nút cứ việc tàn tăng chiên nữ nữ ta không ai tiền mà quels étaient les cadres Khmer Rouge qui dirigeait le camp de Bontrabek et pouvez-vous nous donner des noms, les noms de ces cadres et peut-être aussi de certains des intellectuels sur lesquels ils s'appuyaient pour diriger le camp. Ai mật phẹt nhau mà bỏ tế miền tri mình hút tri mình hút nó có chia bẩn đất hàng kỳ mí ai tô tỷ phía nó có mò bì có trọt thể hiện là bì cáng có mò bì sọc và đáng hay có từ nạ riêng phết là bì cáng nó có đang nhắm chăm miền pi nạn nó chỉ bị sai bạn.
Est-ce que vous saviez à l'époque qui était le supérieur de Sovan? Durant ce premier séjour à Bang Trabek, est-ce que des personnes ont été emmenées hors du camp à cette époque, et est-ce que c'était fréquent? Et dans quelles circonstances étaient-ils emmenés? Est-ce que on leur disait où ils allaient? Tam khnyom dang ke ot men prab pi na yo tae na te chompu khnyom dal nung chum karnai to khruong knong kru sa khnyom dal ke yo bong ro sarin tae nang khnyom yeung khnyom saman tha ke yo kwat tae thue ka neu ko kwat chea chang wang ataita chang wang chomnor akasayen po chin tong kaeng ke thue ka ai yo tae thue khang kapal hoh khang ai chang che sman chang da mai pen pe nu ot mien dang te ba Est-ce qu'à ce moment-là au camp de Bang Trabek se trouvait quelqu'un dénommé Kun David? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Kun David, Jim, chia mật phe mui bỏ nhóm, phần nhóm đôi chia lấy giải và nợ đăng kia kia vô quát tăng pi nợ bằng trở bãi rồi có vô vì chìm rum cò đập tam nhưng phải giải lợi nó nhưng gà muốn nhưng nó chạm phần lợi nhưng phải giải phần nợ nhưng để bán lúc nhưng bán khơi chìm mua quát nợ ai vàng tiền không Et Monsieur Krin Lin, est-ce que vous l'avez jamais vu dans l'un de ces sites ou dans un de ces camps? Krin Lin. Krin Lin. Lok Krin Lin, que dans nhom nơi chấm nút bằng trái nhom ban khơi quạt chia trong cài bằng phật. Hơi tạm nhom chấm, về nắng phum quạt. Chạp thư sân đi bán thì phải chôm nơi để rong phuông nơi đình rong phuông băng thử bãi nâng hơi kì vô quạt nâng quạt chuộc phùm hơi tới kì đặc linh liên nâng chinh đi băng thử bãi nâng ta nâng bà tam khu nhầm chạm của quạt màu đo băng thử bãi nâng mà đang màu pi ná đấy kào màu chỉ mũi khả nê pi nẹ tiết hay khu nhầm bán chuộc quạt nơi chỉ trong kào ấy hay chìa lực tìm mũi hay chỉ trong khao nơi bằng tờ bài nhưng mà
À quel titre Poum avait convoqué une réunion Vous avez dit tout à l'heure que c'était Sovan qui dirigeait Bang Trabek. Donc pourquoi Poum avait convoqué une réunion lorsque vous étiez à Bang Trabek? Khnyom dap mon ban te phum pan phum nung chi ne meu khau trau truot tra pu khnyom neu ko 15 do chne khnyom ot dang tha mul hat ai te ban kon tha de phum nung kon pe cham pe nu kon nyei tha ក្នុង សន្និបាត ហ្នឹង គាត់ បាន និយាយ ថា ការ តស៊ូ ផ្ទៃ ក្នុង របស់ បក ហ្នឹង គាត់ ខ្លួន ឯង ក៏ ស្រាវ ខ្នង ដែរ ហើយ ដល់ លឺ សូរ អញ្ចឹង ខ្ញុំ នឹក ឃើញ ដេញ ដេញ សម័យ អ៊ីតាលី ដេញ នឹក ឃើញ ថា ដេញ ពាក បារាំង ខា ឡាន វី ឌី គូតូ គឺ នឹក ឃើញ ថា ពួក ហ្នឹង កំពុង កាត់ ចាក់ គ្នា លឺ សូរ ភូមិ គាត់ និយាយ អញ្ចឹង Merci. Vous avez mentionné être parti ensuite vers les terres rouges ou des Krahams. Pourriez-vous nous dire à peu près combien de temps vous avez passé sur place et où ça se trouve au Cambodge? ខ្ញុំ នៅ រហូត ទៅ ដល់ ឆ្នាំ 75 រហូត ដល់ 2-3 ខែ មុន របប កម្ពុជា ធិបតេយ្យ ធ្លាក់ ទៅ វិញ បាទ សំទោស ថ្ងៃ ខែ ខ្ញុំ ចាំ អត់ ច្បាស់ ទេ Donc, si j'ai bien compris la traduction, à partir de décembre 76 jusqu'à 2 ou 3 mois avant la chute du régime. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous êtes parti à Terre Rouge et qu'est-ce qu'on vous a fait faire une fois sur place? Que deviez-vous faire? ខ្ញុំ មក ដល់ បឹង ត្របែក នៅ ដល់ បាន បន្តិច ក៏ លឺ សូរ គេ ផ្សាយ ថា ឲ្យ នាំ គ្នា ចុះ ស្ថិតិ ខ្ញុំ ឲ្យ ចុះ គេ ថា ឲ្យ ចុះ ឈ្មោះ ក្នុង ស្ថិតិ ដើម្បី ទៅ ដី ក្រហម ខ្ញុំ ចេះ តែ ឆ្ងល់ ថា ចុះ ឈ្មោះ ក្នុង ស្ថិតិ ហ្មេច ឲ្យ ដល់ ហើយ រយ យល់ ថា ឲ្យ ចុះ ឈ្មោះ ដើម្បី គេ ត្រូវ ការ អ្នក ស្ម័គ្រ ចិត្ត tại ổ nó đây cơ hòm thì phép tha đây cơ hòm nó miên sbu á vì miên mnu vì miên chây tum vì miên sấy cứ miên tùm lông chư miên ấy ọt khwa hộp ấy cứ tha cứ tới nó cứ tha sbu sấy có sbu đà đâu chứ nấy cứ kì ỏi bẩm piêu ni ỏi cho hay hay bọn trai khiom nó có rô sần nó có cho chmuh mun kì hay khiom ngà nấng cô sa khiếm cất ao cất bị phe sa mượn khiếm ao khiếm cho smu không kiêng ai đại phần phần khiếm nhưng chia phải giảm không thay gì chờ khi ao dừng rư từ chấn hay kịp đẹp tha về sự bù chấn cái kỳ quay sự tiệt rom dướng ở bị giảm nhưng thà ở bị giảm sân phần cô sa khiếm cất chia từ rung chất nhưng mà chọn chót của chót đó và ai được chứ đấy thống có khi nhom có cho smu kiêng ai tới bà tới đây cơ Et avant de revenir à vos activités sur place, pouvez-vous nous dire où c'était situé les terres rouges au Cambodge, dans quelle région, s'il vous plaît? ធ្វើដំណើរទៅយុបហើយគេប្រាប់ខ្ញុំថានៅ
អ្នកស្គាល់ភូមិសាស្ត្រគេប្រាប់ខ្ញុំថានៅស្រុកស្ទឹងត្រង់ហើយអង្ការហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅដូចជាទៅដល់ហ្នឹងយប់អាធ្រាត្រហើយគឺទៅដល់ដីក្រមហ្នឹងវាកាត់ព្រៃកៅស៊ូហើយវាហើយដល់ភ្លឺឡើងថានៅក្នុងមន្ទីរមួយហៅថាមន្ទីរ17មន្ទីរ17ហ្នឹងហើយទៅក៏បងប្អូននៅមន្ទីរហ្នឹងមានឈ្មោះកាន់ឈ្មោះអីអីហ្នឹងគឺថាទទួលពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងដោយជាលើកទី1ហើយទទួលដោយជាបងប្អូនអញ្ចឹងឃើញថាអ្នកខ្លះថាអូធ្លាប់គេធ្លាប់ធ្វើការខ្សឹបប្រាប់ថាគេធ្លាប់អង្ការហ្នឹងពីមុនធ្លាប់មានទួងនរោត្តមពុរីសារាហ៊ូយុនអីអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីនេះរដ្ឋមន្ត្រីនោះនៅកន្លែងហ្នឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំទៅដីក្រហមហ្នឹងគឺភូមិសាស្ត្រដីក្រហមហ្នឹងមានប20ប17ដែលពួកខ្ញុំនៅហើយប17ក្នុងដែលពួកកម្មាភិបាលនៅហើយក្រោយមកទៀតមានកើតមន្ទីរមួយទៀតហៅប18ហ្នឹងភូមិសាស្ត្រហ្នឹងនៅចិត្តនៅស្រុកស្ទឹងត្រង់ប៉ុននៅក្នុងព្រៃហោះពីចំការកៅស៊ូនេះទៅបាទខ្ញុំមិនដឹងជាភូមិខ្ញុំធ្លាប់ទៅក្រោយម្ដងទៀតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងជាភូមិសាស្ត្រនឹងបាទខ្ញុំអាចមិនអាចប្រាប់ជំរាបលោកហោះពីហ្នឹងទេបាទet donc en très bref en quoi consistait votre travail sur place នៅទីនោះលោកធ្វើការអ្វីខ្លះការងារដំបូងគឺកាប់ឆ្ការព្រៃបាទកាប់ឆ្ការព្រៃដំឡូងឡូងឈើEst-ce que sur place, pouvez-vous nous dire comment était la discipline et aussi si des gens ont disparu de cet endroit? មានជីភាពធូរស្រាលទីមួយយើងមានដំឡូងឈើមានផ្លែឈើហូបស្រើនមែនដូច្នេះយើងជីភាពយើងរស់បានស្រួលហើយមានកន្លែងដើរចុះដើរឡើងធំហើយនៅជិតព្រៃហើយមានទឹកដូច្នេះជីភាពយើងជារួមគឺវាល្អជាងបឹងត្របែកឆ្ងាយណាស់ហើយកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមទៀតសោតនៅទីនោះគឺក៏មានការគួសមជាមួយយើងជាមួយពួកយើងខ្ញុំក៏មានការគួសមជាមួយពួកយើងខ្ញុំធម្មតាដូចជាលើកទី1ដែលយើងខ្ញុំបានទទួលមានកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដូចជាគេគួសមរបៀបនេះបាទប៉ុន្តែការគួសមនេះទៅដីក្រហមបន្តិចទៅគឺទៅថ្ងៃទី1ក៏គេយកមុនដំបូងគេយកគ្នាយើងដេញខ្មែរនៅនោះគឺថាយកចេញមកជាបន្តបន្ទាប់ដែរដែលខ្ញុំចាំជាងគេគឺយកលើកដំបូងដែលខ្ញុំនៅចាំជាងគេគឺយកក្មួយលោកក្មួយគ្រូសាលោកអៀងសេរីដែលអ្នកស្រីអៀងត្រិត2នាក់ចេញពីដីក្រហមហ្នឹងបានទៅបាន2 3ថ្ងៃគេយកចេញមកខ្ញុំមិនដឹងជា2ឬ3ថ្ងៃប៉ុន្តែនៅមិនបានយូរស្អាប់គេយកចេញមកវិញហើយយកមួយទៀតយកហមសកុងចេញមកវិញយកហមសកុងហ្នឹងចេញម្នាក់ឯងចេញអត់ចេញជាមួយគ្នាអាហ្នឹងពេលថ្មីថ្មីក្នុងអាទិត្យតែមួយហ្នឹងគេយក3នាក់ហ្នឹងចេញមកវិញហមសកុងហ្នឹងខ្ញុំនៅចាំច្បាស់ព្រោះជាវិស្វករហើយកាលនៅគាត់នៅរែងសុខប្រាំងគាត់នៅបុរីអន្តរជាតិតែហូឡង់ជាមួយគ្រួសារខ្ញុំជាមួយភរិយាខ្ញុំហើយជាមិត្តភក្តិភរិយាខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់គាត់លាចេញទៅវិញអាហ្នឹងគឺហើយបន្តបន្តទៀតគឺយកចេញជាបន្តបន្តគឺហើយយកចេញម្ដងគឺថាយើងនាំគ្នាពេលខ្លះកាប់គេកាប់អង្ការគេឲ្យយើងកាប់គេឲ្យយើងកាប់មួនកាប់ទៀតដើម្បីដូចថាយកឲ្យគ្នាយើងចេញហ្នឹង
tầm na hộp tam phlâu ấy chẳng cứ tha dựng đôi chiếc bồn đó là mấy chính cứ tha đình chế chính chế bản tòm tốt rồi khi mình đăng chế bái rồi khi mình rồi nơi chạm mà chỉ nốt mua mà chỉ nốt phải chia mà rồi nhé để khi mình nơi chạm cứ chính chính chẳng chính chỉ hô hai bản tòm bản tốt khi nào cùng long để phụ dựng khi mình rồi nơi và để chính tứ cả nắng đăng chính tới ná đấy bạn. Est-ce que vous savez si le neveu et nièce de Yankirit et Yangsari figuraient parmi ces 100 personnes qui ont disparu ou bien les a-t-on retrouvés par la suite? Rốt đó khi nhóm màu thuê ca này mình tì tui lái nhóm khơi chứ mua khám ai bảo bảo tế mà chẳng nuốt nhóm rơi chứ mua khám ai bảo tế mà chẳng nuốt hay khi nhóm ọt khơi chứ mua nè mộc bị tui lái ai bảo bị đầy cửa hòm hay khi nhóm chơi thật sự ngó thái phụ nâng tên nà tờ hay để khi nhóm đáng cứ tha phụ nâng bạc luôn nâu khơi nâu rốt tê bì nè cứ khmuoy lục mà đàm âm lục sai yên thì rất cứ quan nơi rốt hộ đó sập thế này gà bị nướng slap off bà mais donc à l'époque vous ne le saviez pas à la fin de votre séjour au Terre Rouge est-ce que on vous a dit si vous étiez maintenant enfin rééduqué est-ce qu'au bout de ces longs mois est-ce que on a évalué le niveau de votre rééducation ou avez-vous dû continuer encore votre rééducation ailleurs? Cả để năm phần bốn mươi chín bốn cả cả về để khi nhom từ đó để mình đi từ thời cao nên mình đi không khang ai bằng thì ở nó kì miền miền pet mà nét đến cả bị đám qua thời cao nơi chỉ mùi phụ mai cả hòm nó qua đẹp nhom tha phụ bọn ai nó kì vô thời sầm lấp nơi phải công ở hơi nhom có về nhom phèm phèm nó nhom ăn chứa đấy mà vô sầm lấp phải công nó phải công nó phải nơi phải chia cả là mong rằng du thì để mình đi để phụ dân trong nơi nó hay nhưng ta cháu vô mà nước mau họp họp khúc kia nó đang bầm man đo nó vô mà sầm lấp chẳng thử ấy hay là nhưng có đôi giờ của bà chưa đây phần đợt hai tới nông trên năm pi quán nhưng có ban từ chỉ mùi ông đi đồ ca hay nông photograph để nhận thọt rụp yếu lòng đêm nhé từ đời côn khi nhom đầy việc cao nơi lại nắng về chọn từ khơi cả lại cũng nói với đầu về nắng từ chụp cả sự co nơi nắng có cái có phần hai đây được thật kỳ đẹp tha nơi cả lại đây còn nắng miền không ai màu bị bòi thì nắng kỳ vô mà sầm lấp chỉ hô hai tăng pì chầm non để phụ dưỡng nhom nơi nữa là hốt đau lớn khi nhom nhưng mà còn thạc thì bằng hai là bọc lắp nhưng mà mình toàn đăng thạc ca bật nâng về dạng mấy cái phụ đình rộp rồi nè thì sạp nó cứ sạp nó bị công rồi có chìa ca bật sạp này nó đang còn là chiếc đấy là hộ đo lớn nó phụ đình bạc luôn nó kẻ bị trình bị đầy hòm kẻ bị mua yên xử lý bình nạn nó cứ ta phụ nâng bạc luôn thì ngọt nè ồ ở toàn khơi ta phụ nê nó sạp nó lại na bạc luôn nó lại na kì vô tờ thư dạng mấy ở đăng thì nâng tìm mùi hay nâng nhưng mà chim pua ướng nó khem sâu mà chạy chim pua sầm nua lâu tí pí nhưng
សុំសួរម្ដងទៀតបាទOui, je voulais savoir si à la fin de votre séjour au Terre Rouge, de votre travail au Terre Rouge, est-ce que les cadres Khmer Rouge ont considéré que vous étiez rééduqué ou bien est-ce que vous avez encore été transféré ailleurs pour poursuivre votre rééducation ? នៅពេលនោះគឺថាខ្ញុំក្តាប់បានគេថាដោយថាគេថាសប្តាហ៍ហ្នឹងអង្គការត្រូវការពួកបងបងហើយដូច្នេះពួកបងបងត្រូវទៅបំពេញវិញខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហើយក៏គេដឹកពួកយើងខ្ញុំឲ្យអ្នកនៅសេសសល់ហ្នឹងឲ្យមកក្នុងពេញមកបាទព្រោះថារៀនវគ្គសិក្សាចប់ឬមិនចប់អីខ្ញុំអត់ដឹងទេគាត់គាត់ពាក់សប្តាហ៍ហ្នឹងអង្គការត្រូវការពួកបងបងឲ្យមកជួយធ្វើការEt à Phnom Penh, qu'est-il arrivé? Où vous a-t-on conduit? Dans Phnom Penh, qui y a pour yon qui yon nou a chot, a chen pi tuk, a pi tuk na nou khang nou chop suon chba vang hai, có cái đặc tư linh tiaឲ្យទៅនៅផ្ទះដែលសម្រាប់អ្នកបច្ចេកទេសកូរ៉េឬក៏បច្ចេកទេសចិននៅចិត្តវត្តភ្នំគេឲ្យពួកយើងខ្ញុំនៅសំណាក់នៅវត្តភ្នំហើយអ្នកនាំទៅហ្នឹងគឺលោកជីបដែលគាត់ជាដៃដែលគាត់ជាអ្នកសហការីរបស់លោកយើងសេរីហើយគាត់ដឹកពួកយើងខ្ញុំទៅថាបងយើងសេរីមកយកពួកបងបងឲ្យទៅនៅឲ្យទៅសំណាក់នៅកន្លែងនឹងចិត្តវត្តភ្នំហ្នឹងយុគមកដល់បាទEst-ce que vous êtes resté là jusqu'à la fin, jusqu'au moment où les Vietnamiens sont arrivés, ou bien c'était juste temporaire et vous avez poursuivi ensuite votre route ? ពួកយើងខ្ញុំទៅនៅបានតែមួយយប់ទេប៉ុន្តែយប់ហ្នឹងក៏លោកអៀងសេរីគាត់មកជួបពួកខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំគេងលក់ទៅប៉ុន្តែគាត់ជួបអ្នកផ្សេងទៀតប៉ុន្តែព្រឹកលើកឡើងមានមិត្តភក្តិខ្ញុំហ្នឹងក៏បានជួបគាត់ហើយគាត់សួរពួកយើងខ្ញុំថាពួកយើងខ្ញុំប្រហែលឆ្នាំទៅនៅឯណាហើយពីណាអ្នកបញ្ជូនពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងទៅដីក្រហមហើយដីក្រហមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគាត់សួរអញ្ចឹងហើយគាត់សួរពីថាដូចថាគាត់សំណេះសំណាលត្រូវការដូចថាសំណេះសំណាលពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងគឺថាដូចជាបងប្អូនដូចសំណេះសំណាលនោះដូចកាលជួបគ្នានៅប៉ារីអញ្ចឹងបាទMerci. Et donc, après cette nuit-là, où avez-vous été affecté? Quand vous avez été affecté?បឹងត្របែកមួយប30ក្រោយមកខ្ញុំដឹងថាបឹងត្របែកហ្នឹងមានប30មានប32ហើយមានប31ប៉ុន្តែទៅដល់ព្រាមហ្នឹងគេឲ្យទៅនៅប30បាទEst-ce que ces dénominations existaient déjà avant ou bien est-ce que c'était de nouvelles dénominations et qui travaillaient dans ces trois différentes sections B30, B31, B32 à l'époque euh,
ការចាត់តាំងមានភាពផ្លែកពីការមុនខ្ញុំប្រពឹងតបៃជំនុំនៅបឹងតបៃដូចគ្នាប៉ុន្តែការចាត់តាំងមានភាពផ្លែកពីការមុនពួកយើងខ្ញុំទៅដីក្រហមហើយខ្ញុំក្តាប់បានគេគាត់ថាគេប្រាប់ថាឥឡូវពួកបងឯងហ្នឹងគឺថានៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់បងអៀងសារីEt vous apparteniez alors à ce moment-là, est-ce qu'on vous a placé dans B30, dans B31 ou B32 ? Et avec quelle catégorie de personnes ? ហើយម្កាលហ្នឹងគេប្រាប់ខ្ញុំថាដោយសារនៅដីក្រហមហ្នឹងខ្ញុំកសាងខ្លួនអត់បានដូច្នេះគេយកខ្ញុំទៅដាក់ជាមួយពួកទូតដើមពួកមន្ត្រីព្រោះម្កាលនៅប30បើអ្នកណាដូចថាគេត្រូវការគេយកទៅប31ប31វិញហើយគេពីប31ហ្នឹងទៅគេយកទៅធ្វើការនៅប1ដូច្នេះអ្នកទៅប32ហ្នឹងអ្នកហ្នឹងដូចជាដូចថាអ្នកហ្នឹងវាធម្មតាវាអត់វាកសាងខ្លួនអត់ទាន់បានបាទ Et les cadres Khmer Rouge qui dirigeaient Bon Trabek se trouvaient dans B30, B31 ou B32. Khat nou bo 30 ru b bo 31 ru ko bo 32. Pei nu khnyom doy ot men cham tha men kamabal khmai gohom kai pi dok ieng sari nang sahakarai bos kot yu yu kot ma ot mdaong yu yu kot yo trai yo sai sai ma oy ta bong hop tau chuon ka kot yo ka pœ ma ot chuon ka kot yo ai ma khư tha kot popuh pompol puok yeung khnyom nang khư tha ot puok yeung khnyom nang hop hai thư ka ai kot ve thu sral chieng mun hai ke tha ke op rum puok adeing khmeing khmeing dai apuk madai puok tut ke yo tau samlap nang ke tha ពួកនឹងស្របចេះភាសាបរទេសពីដើមគេត្រូវការពួកនឹងឲ្យទៅរៀនដើម្បីទៅដើម្បីរៀបចំទទួលស្អីរែងរែងអ្នកទទួលភៀវបរទេសដែលមកទួលទស្សនកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរដូច្នេះសភាពការវាដូរបាទពេលនឹងវាដូរគឺថាយើងអាចមិនគេមិនបខំឲ្យយើងធ្វើការអីដូចពីដើមប៉ុន្តែយើងនៅតែខំធ្វើអញ្ចឹងដូចពីដើមប៉ុន្តែវាភាពការវាធូរស្រាលដូចមេឃនឹងដីអញ្ចឹងបាទEst-ce qu'au moment où vous revenez alors à Bon Trabek, Sovan qui dirigeait Bon Trabek à l'époque, était-il encore là ? ឬសូតាគេនិយាយថាសវនហ្នឹងអង្ការចាប់ពេលខ្ញុំមកដល់អង្ការនាំចេញអង្ការនាំចេញមានអង្ការចាប់សំទុះអង្ការនាំចេញEst-ce que vous avez assisté, participé à des réunions avec Ieng Sary lorsque vous étiez à Bon Trabek? Nhom ưu chi ban chôl pa chom 2 dong ba. Commençons par la première. À quel endroit a eu lieu cette réunion et à peu près combien de temps après que vous soyez arrivé à Bon Trabek? នៅសាលមួយអតីតសាលាបឹងតបៃហ្នឹងខ្ញុំ
nơi lệnh rong phong bằng thứ bảy nhắn chăm hơi dạ pê đôi chim mà ngáy được mình khác khi mình chăm mau cho bác bên dạ pê mười tháng ngày ta mới bên khi mà cho bác hết bà Et qui à l'époque a assisté à cette réunion? Est-ce que c'était l'ensemble des personnes qui travaillaient à B30, B31 et B32? Hay về nước chỉ lực tìm mối để khi nhom lực tìm mối môn khi từ bò xàm pí để lực tìm mối nhom khơi để tu chặt chặt để khi nhom trop qua để lục sơn cha lục chạm nguồn lục hồ nằm hông ấy chẳng và nhom từ tiếp chung nữa. Et Yang Seri a fait un exposé. De quel sujet particulier vous souvenez-vous qu'il ait parlé à ce ប្រធានបទដែលខ្ញុំចាំលើកដំបូងគឺប្រធានបទពីភាពការបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសកម្ពុជាគឺថាយើងសប្ងៃហ្នឹងវាតមានការតស៊ូសុតស្វាញជាមួយវៀតណាមហើយខ្ញុំចាំគេជាងគេបាទហើយគាត់ថាកុំឲ្យពួកយើងច្បាស់ជាឈ្នះ Est-ce que l'aspect sécurité a été abordé? Est-ce qu'il aurait parlé de traite? Rừng sân sóc vì rừng chạp khuôn khả nè dư khả vì rừng rừng chạp khuôn này khi nhóm chạp ở rõm chiến kế cứ tha bên nút gọt ban này dây tha để tô tùy phía đại chìa đại ca môn khi tới đây khóm chìa thuê khả nông cả nạ cam ca để cả nạ cam ca băng cả bái nhá gọt nâng chô cú minh tăng hai văn bì ni để nhóm trọc qua du hào bì bà rì màu nó quạt nâng miền kê chào quạt miền ai kê xa bì chào quạt cả nâng nhóm ọt đăng thà ai kê xa bì chào quạt nâng hay là nó quạt thà quạt xa mẹ thà đàm bây chào chạp nè nà mối thử ai kê xa bày hay nhóm cả nâng nhóm có ọt dô thà đình quạt phá bì ai kê xa nâng nhóm đăng có quạt dây được ấy vâng quạt thà hay còn dây mũi tiết quạt tha quạt tại tờ to su cà phê mật dương màu bò tê thằng o quạt tha mật dương màu bò tê nó cứ tha quạt mình chưa tha về bọt thằng o khăn nhà thì đối với này quạt được quạt tha quạt nó cứ chỉnh lịch chữ cá quạt tại tờ cà phê khăn dương màu bị bò tê chỉnh lịch chữ cá tam định quạt ai phơi tập bàn Si j'ai bien entendu votre dernière phrase, il a dit, vous me corrigez si c'est faux, que tous les intellectuels revenus de l'étranger n'étaient pas donc tous des traîtres. C'est ça que j'ai entendu.
Look, yên sơ ri, cọt ban ni yay duch nèm mèn, people cọt de cọt ban ni yay, ta cọt tay tên yay prap kê, kum na kê nắp ina kê, 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 Concernant Van Pini, vous avez parlé du fait qu'il avait été mis en cause dans plusieurs documents. Est-ce que Yang Sari a dit si cette personne avait fait l'objet d'une arrestation? Các nông khi nhom tới đáp khi nhom về miền nước khơi thì miền ấy vàng thì on ở đấy nhom còn lưu sâu còn về chớ mắt nhom mình nhom đăng tham mấy chứ nhom đăng miền này tham mấy chứ nhom cái đạp ở bà đấy về nó còn tha nhom còn đăng tha van pì ní miền ai cái sa pí chào quạt hay nhom còn tha phần năng tới nhom mình đăng chị ai cái sa năng ấy miền này tham mấy nhom cả năng nhom cái đạp ở bà này bà. Est-ce que Yang Sari a parlé d'accusation contre ce Van Pini et de quoi il était accusé ou bien n'en a-t-il pas parlé? Chọn ban pì ni mà nhầm mình chăm tha quạt ban gì vậy bị ở vậy xây chết đấy à còn tha bò tô tiệp hiệ còn dễ tha tô tiệp hiệ cho cô mình tặng nâng nhầm ban lưu. Lorsque vous aviez quitté Bon Krabek pour les Terres Rouges, donc Sovan était toujours à la tête, et quand vous êtes revenu, il n'y était plus. Est-ce que vous avez jamais entendu Yang Sari, lors de ces différentes réunions, parler de Sovan et du sort qui lui avait été réservé? Est-ce qu'il a précisé de quel type de traître il s'agissait? Miền sầm lạp miền ấy vàng thì on miền ấy khiêm ổn cả nước khiêm ổn toàn cả đạp bàn chẳng thế bạn. Est-ce que lors de ces réunions vous auriez entendu Yang Sari parler d'autres personnes faire des commentaires par exemple sur Lin Sirivut? Nhóm mình đang chia nhóm lưu số rồi nhóm lưu số mật dương xử lý cho mình ba hết phần còn tha về nút men kỳ trao tha liền xử lý vốn nâng châu xì à hay nhóm trao pina tha xì á bên trao liền xử lý vốn nâng chia xì á về đồ chỗ về bên nhóm mình chăm tha dương xử lý tha bên nông pa già cả về nút nhóm lưu số kỳ gì bên khi mình đang thấy dương xử lý tha rồi pina nhóm ខ្ញុំខ្ញុំភ្លេចហើយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំដឹងថាគេមានចោត
liên sĩ vốn tha liên sĩ vốn chia sĩ à hay nhóm đăng tha liên sĩ vốn nó chia chia ôn chia đôn mũi bỏ xuống thì cươn hay đôi chứ nhóm hay chia mật thẻ bọc nhóm khác nhóm đôi chứ nhóm nhóm về cái đạp ọt bán cái đạp tham đăng chia à thằng ọt nó môn khi nhóm từ khởi hoàng đó nhưng mà đăng kỳ thạc bọt đừng bọt vô cá còn kỳ thạc chẳng hay vô từ co sang được thư ấy tất nhóm về cái đạp ọt bán đăng ăn nước khơi thà kỳ vô từ sầm lạp ấy cái nắng kia mình toàn nước khơi nó nắng thế bạn. Merci. Oui, je vous demandais bien de faire la distinction donc entre ce que vous avez entendu dire Yang Sari et ce que vous avez constaté par la suite. Dernière chose, monsieur le témoin, concernant le thème du Vietnam. Vous souvenez-vous de ce que Yang Sari a dit lors de cette réunion-là ou lors de la suivante? Admin away bên chợ thái điện còn thay khi nhầm đạp bàn về nước yên sĩ còn như thay dương phải dột cái đai chỉ trồng cày một phát chỉ mới Việt Nam mà khi nhầm cái đạp bàn mà còn khi nhầm mình ai bên chợ thái điện đó khi nhầm lịch đó bạn đó durant cette période et jusqu'au moment où vous avez dû quitter Phnom Penh, avez-vous continué alors à travailler à Bang Trabek? Mẹ cả ra thế này phụ người khai muối được có rực nước nhầm chà mình bà thế để số hóng bàn màu phép phụ khá nhóm ai hiệp chấm trên bị băng tài bài hay tìm muối kì phép thá ai vô phụ bỏ phố tài sân tài mà dạ hồi tới dường nhóm có triêm luôn rồi trên tới phần là đào chạy đài tới đập được thằng ngày là màu dục thằng ngày tiệp muối màu đình chìm liền tiệp lớn mà đòn phần ở mẹ tiệp lớn có dường từ lọt từ bằng cái bài trên tới đập được thằng ngày tiệp làm bớt khai muối nó có dường màu mà đòn tiệp màu đòn tiệp màu thì còn nó kỳ sự mẹ đập vụ dược trong nước từng cua xa từng đây từng cuốn đặt tới cái đặt từ định đặt từ vùng tổ đến thầy nó kêu bé bá phần còn lưu sâu chắc nhưng mình đang trên nát bá phần còn tha kỳ đặt tới từ vùng tổ đến thái phần đó hồi tới đó cái đặt bàn tới giấc sao nhưng lưu sâu tu nó phần pin nhưng mà ấy đó hồi tới có đó đọc ảnh miền nó có tiệp lương nó chụp nó nặng tới hơi dương chụp trăm nó nặng tới trăm mà tiệp lương đập bụi dương khi nhom tiết và phần hơi tới khi tiệp lương máu có cái ao bụi dương nhom chô từ khnông tới chô khnông đào chô khnông tới ao từ đâu nơi tam thạc có hay từ đâu thạc có cái chai bụi dương nhom đó nếp mình đông đúng đón tam thạc có xin xí nơi khnông nơi khôn ông để nơi khôn ông chít rồng chít tiệp lương độc ấy mía để nhom lỡ nó nhom chung một khung chung một khung vô vô ấy nhom play off và nó còn thà nắng ngày và khai mũi nắng chân mà. Merci. Alors, toute dernière question, monsieur le témoin. Au moment où vous quittez Phnom Penh en train et vous devez transiter par ces coopératives, est-ce que Yang Sari était avec vous ou avait-il déjà quitté Phnom Penh?
អត់ មាន អ្នក ទួល ខុស ត្រូវ ខ្មែរ ក្រហម ណា ម្នាក់ នៅ ជាមួយ ពួក យើង ខ្ញុំ ទេ សត្វ តែ ពួក យើង ខ្ញុំ មក ពី បរទេស ទាំង អស់ គ្នា បាទ អត់ មាន អត់ មាន អ្នក មុខ អ្នក កា អី រដ្ឋាភិបាល ឬ អ្នក តំណាង អង្គ ការ លើ ណា នៅ ជាមួយ ពួក ខ្ញុំ គឺ ពួក ខ្ញុំ មក បរទេស ទាំង អស់ ហ្នឹង នៅ ជាមួយ គ្នា ចឹង ប៉ិន ចែក គ្នា ជា ក្រុម ក្រុម តាម តាម លទ្ធភាព ដែល សហករណ៍ នៅ តំបន់ ផ្សេង ៗ គេ អាច ចិញ្ចឹម ពួក យើង ខ្ញុំ បាន បាទ Merci infiniment, Monsieur le Témoin, d'avoir merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions, Monsieur le Témoin. Monsieur le Président, j'en ai terminé avec mes questions. Je laisserai donc la place au parti civil demain matin. Merci beaucoup. កិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការសម្រាប់ថ្ងៃនេះដល់ពេលសំលមសម្រាប់ដែរហើយអង្គជំរះប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសម្រាប់ការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃប្រហ័សទី 9 ដល់នឹងចាប់ផ្ដើមមុនគេដោយក្រមវិធវិការពីក្តីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមមុនគេដោយក្រមវិធវិការពីក្តីលោកនួនជាសូមភាគីនឹងសាធារណជនជ្រាបលោកអង្គធំហឿងការត្រាប់ទៅខេត្តកម្មរបស់លោកនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេដូច្នេះអង្គជំរះសូមអញ្ជើញលោកមកបន្តទៅខេត្តកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀតមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសរុបរួលជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គភាពកងពីសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនសាក់សីវិលត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងគាត់ស្នាក់នៅនឹង
ាម៉ោង9ហើយប្រកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោទទាំង3រូបត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងនៃអវតកវិញចុះហើយនឹងឲ្យនាំខ្លួនពួកគាត់ត្រឡប់មកកាន់បន្ទប់សមនការនេះវិញនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង9សម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រុមចុះ